Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoài. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến, cách riêng các cụ già, các bệnh nhân rất thân mến và các con thiếu nhi thân mến, chiều hôm nay chúng ta lại tiếp tục được kiệu mình Thánh Chúa, tức là Chúa Giêsu đến với tất cả chúng ta. Chúng ta cứ nhớ như in hình ảnh ngày xưa khi nghe Chúa Giêsu đến đâu thì người ta cáng tất cả các bệnh nhân đến đấy và chỉ mong rằng là cái bóng của Chúa đi ngang qua thôi là cũng được chữa lành. Xin cho lòng tất cả chúng ta, các con thiếu nhi nha, xin cho lòng tất cả chúng ta khao khát Chúa đến. Chúa đến với cuộc đời chúng ta, Chúa đi ngang qua cuộc đời chúng ta, và chắc chắn là Chúa sẽ ban ơn cho tất cả chúng ta. Hôm nay chúng con cố gắng kiệu mình Thánh một cách thật là trang nghiêm, sốt sắng ha. Rồi chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua, có ba việc đạo đức nè. Thứ nhất là ăn chay, thứ hai cầu nguyện, thứ ba là bác ái. Và Chúa dạy chúng ta khi cầu nguyện thì vào phòng đóng cửa lại để cầu nguyện với Cha của anh em, đấng thấu suốt tất cả những gì là kín đáo. Thế thì cầu nguyện trong phòng đóng kín nó có cái gì nó rất là tha thiết đó. Chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu trong vườn cây dầu đó. Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa Cha gọi là rất là riêng tư và thắm thiết. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa Giêsu cũng nhắc là khi cầu nguyện anh em đừng có lải nhải như dân ngoài, bởi vì họ cứ nghĩ là cứ đọc cho nhiều là được. Chúng ta không có lải nhải. Các con thiếu nhi thân mến, cha hỏi chúng con này, chúng con có hay cầu nguyện không? Chúng con có hay, bìa cha hỏi này, một trong những cái mà thiếu nhi được tập cầu nguyện đó, đó là đọc kinh gia đình. Bạn thiếu nhi nào sống trong gia đình mà thường xuyên đọc kinh tối thì bạn ấy sẽ được tập cầu nguyện. Cầu nguyện nó là một cái, là một trường học đó nghe. Phải tập dữ lắm thì mới cầu nguyện được. Ngày xưa cha cũng may mắn được sống trong gia đình tối nào cũng đọc kinh tối hết trơn á. Thậm chí cha còn thuộc lòng cái câu cầu nguyện của ông bố đấy. Đọc kinh xong, bố: Lạy Chúa Giêsu, xin thương thót gia đình chúng con, xin gìn giữ gia đình chúng con. Tức là tối nào bố cũng phải cầu nguyện thay cho tất cả gia đình đó. Thế thì bây giờ cha hỏi chúng con này, gia đình chúng con này, gia đình nào mà chúng con tối nào cũng đọc kinh tối đâu? Giơ tay lên cho xem. Được mấy người? Rồi, một tràng pháo tay chúc mừng các gia đình đọc kinh tối. Dĩ nhiên con số này hình như là không biết có được 50% không. Thế thì các bậc làm cha làm mẹ cố gắng tối đọc kinh tối cho con nó theo. Cầu nguyện nó là phải tập cầu nguyện dữ lắm thì mới cầu nguyện được. Chứ không, nếu không tập cầu nguyện sau này lớn lên không biết cầu nguyện như thế nào, thậm chí không biết xướng kinh nữa. Thế thì là thứ nhất là chúng ta phải tập cầu nguyện này. Cái thứ hai, đừng cầu nguyện lải nhải. Tức là biết cầu nguyện rồi nhưng mà cũng không phải cầu nguyện lải nhải. Cầu nguyện lải nhải là làm sao? Tức là cầu nguyện như cái máy vậy đấy. Đọc kinh mà chả biết mình đọc cái gì, chả có tâm tình gì cả, cứ đọc ào ào, đọc ào ào, không có tâm tình. Thì cái này là phải ý tứ nghe. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời, hay là vì của cô nàng đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Mình phải kết hiệp tâm tình của mình vào nhé. Đừng cầu nguyện lại nhải, tức là đừng cầu nguyện như một cái máy.
cứ đọc cho nhiều, cứ đọc cho nhiều mà chả có tâm tình gì cả. Và cái ý thứ ba của cầu nguyện lải nhải, cầu nguyện lải nhải là cầu nguyện bắt Chúa phải theo ý mình. Cái này rất là nguy hiểm. Tức là luôn luôn bắt Chúa theo ý mình. Lạy Chúa, xin cho con cái này, xin cho con cái kia. Kinh mừng Maria đến phúc Đức Chúa Trời của ông bà. Xin cho con. Đấy, thì chúng con các bậc làm cha làm mẹ dạy cho con cái thà đọc ít mà chúng ta đọc sốt sắng. Và đặc biệt là loại trừ cái việc mà bắt Chúa phải theo ý mình. Cầu nguyện lải nhải thế này, cầu nguyện cho bằng được bắt Chúa theo ý mình, đó là không có được ha. Và ngược lại, cầu nguyện đẹp lòng Chúa là làm sao? Lạy Cha chúng con là đứng ngự trên trời, xin cho danh Cha vinh hiển, ý Cha thể hiện. Giống như Chúa Giêsu, lạy Cha nếu có thể xin cất cho con chén đắng này, nhưng đừng theo ý con. Đấy, đây là cầu nguyện liên lỉ. Cầu nguyện liên lỉ thì cũng cầu nguyện lâu dài, nhưng mà luôn luôn là thuận theo ý Chúa, cầu nguyện với hết tâm tình sốt sắng và thuận theo ý Chúa. Thế thì tóm lại, cầu nguyện là phải tập. Và tập làm sao để cầu nguyện cho sốt sắng, để tìm kiếm thánh ý Chúa mà vâng theo. Chúa biết rõ ý chúng ta, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta theo ý Chúa, chứ không phải là Chúa theo ý của mình. Đây là ý thứ nhất. Rồi ý thứ hai, trong kinh lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy tất cả chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng trong kinh lạy Cha thiếu một từ. Chắc là không ai biết đâu, cha xứ cũng không biết, phải đọc rồi mới biết. Đó là cái từ tôi. Trong kinh lạy Cha không có cái từ tôi, mà thay vào đó là từ chúng tôi. Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày, xin tha nợ cho chúng con, xin giữ chúng con khỏi xa trước cám dỗ. Thế thì Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cái khía cạnh này. Mặc dù chúng ta đói khát, nhưng mà không chỉ cầu nguyện cho mình cầu nguyện cho chúng con, cho những người đói khát. Mặc dù chúng ta đau khổ, nhưng không chỉ cầu nguyện cho mình, mà phải cầu nguyện cho chúng con, là còn nhiều người đau khổ. Mặc dù chúng ta tội lỗi, nhưng đâu chỉ cầu nguyện cho lạy Chúa xin cho thương xót, cầu nguyện cho con, mà cầu nguyện cho tất cả anh chị em, những người tội lỗi. Đó là tinh thần cầu nguyện. Đó là tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện là chúng ta thay mặt cho tất cả nhân loại, tất cả anh chị em chúng ta. Chúng ta đói khát, chúng ta tội lỗi, chúng ta đau khổ, và Chúa thương là thương cứu hết